Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên em có một chiếc xe lướt để giới thiệu với các bác, đó chính là chiếc Twitter Cyclone. Điều đặc biệt của con này thì nó là dáng xe Wrap và là dùng tay ngang các bác ạ. Dùng tay ngang, xe còn rất là mới tại vì anh ấy dùng rất là ít. Sau đó là đổi lên xe chuyển sang MTB đi cho nó nhìn cho nó chiến hơn. Đấy. Đầu tiên là chọn một chiếc xe đạp phố, xong về sau là lại chuyển sang MTB để đạp cho nó nét. Con này đặc điểm của nó thì là nó dùng có thay thêm một cặp vành carbon này các bác nhé. Thì đây là cặp vành Speedic. Đấy các bác ạ, vành Speedic. Đấy có dán thêm tem vào cho nó nổi. Đấy, còn cặp vành này là cặp vành Speedic. Đây các bác này, vành Speedic có UCI đầy đủ luôn. Con này thì gần như mới đến 95%. Con này để mà các bác mua giá bây giờ sẽ là gần 18 triệu 800 các bác ạ. 18 triệu 800. Đó, dành cho anh em nào mà thích dáng xe Wrap mà có dùng tay ngang. Đây là một sự lựa chọn mà nó lại là xe lướt nữa, nên là mà đâm ra giá của nó rất là hợp lý. Thì bây giờ là bên em bán đang để lại con này là giá là 15 triệu các bác nhé. 15 triệu ở trước xe này. Con này đang là size 48, bánh carbon, sườn carbon, nặng carbon. Cấu hình thì dùng Z-Tropic cùng có 2 đĩa và 11 lít. Đấy, xe thì bên em lấy về mấy hôm nay rồi, nhưng mà cũng chưa có thời gian để quay chụp, rất là bận. Mấy hôm nay hàng hóa rất là nhiều đơn nên đâm ra rất là bận luôn, nên là chưa có quay chụp được để lên hình cho anh em xem để nắm được cái một con xe rất là đẹp đó, gần như mới tinh tình luôn. Con này Twitter Cyclone màu trắng đỏ, anh ấy dán thêm cái tem màu chân trắng ở vành anh kìa các bác ạ. Đâm ra nhìn cái xe nó rất là nổi, nhìn cái xe nó rất là hay. Đó, rất là đẹp. Sườn carbon các bác nhé, sườn carbon, cọc yên cũng là carbon và thêm cả vành carbon Speedic nữa. Cọc vành này thì là hơn 6 triệu. Cọc vành này các bác mua trên thị trường bây giờ là hơn 6 triệu một cọc vành này. Rất là ok. Màu trắng đỏ nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, thì các bác nào mà chốt thì liên hệ với số điện thoại là 0705678567 nhé. Em xin kết thúc video tại đây ạ.